hạ qua đi để nàng thu lại bước đến. Nàng mang theo mùa màng bội thu, cây trái sai quả và cả tiếng trống tù trường đang vang rền khắp đất trời nước Việt. Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói không thầy sao nên. Đối với mỗi người chắc hẳn ai cũng có cho mình ít nhất một người thầy mà ta luôn tôn trọng. Nhưng đối với chúng em, những người thầy cô thân thương ở ngôi trường trung học phổ thông Cao Lãnh 2 là những con người vĩ đại trong công cuộc gieo mầm tri thức. Người thầy vĩ đại nhất là người thầy vô danh. Trường trung học phổ thông Cao Lãnh 2 vô cùng tự hào khẳng định các thầy cô đã xuất sắc hoàn thành sự nghiệp ươm mầm tri thức. Mỗi một người lái đò ở nơi này đều mang một tình cảm dạt dào, sự tận tâm, niềm đam mê với nghề. Đó chính là những điều cốt yếu tạo nên sự vĩ đại của họ. Và càng tự hào hơn thế khi chúng em được học ở ngôi trường này. Chúng em luôn nhận được sự quan tâm vô cùng lớn lao, được nhận những món quà ý nghĩa và giá trị về mặt tinh thần lẫn thể chất. Nhưng người có mối liên kết chặt chẽ nhất với chúng em tập thể 12A1 chính là giáo viên chủ nhiệm của mình. Đó là cô Nguyễn Thị Thùy Liên. Dù cô chỉ vừa đồng hành cùng với chúng em vào năm lớp 11, ở thời điểm mà chúng em đã dần quen với ngôi trường mới, những thầy cô mới. Có lẽ cô trò chúng ta không cùng đồng hành với nhau từ những ngày đầu, nhưng trong mắt chúng em, cô là người mẹ hiền, là người lái đò tâm huyết. Cô luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với chúng em và đã đặt rất nhiều niềm tin ở nơi chúng em, cũng như rất tự hào khi nhắc về tập thể 12A1. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, đôi khi chúng em bày trò phá phách, nói những điều không đúng hay buông lơi việc học, nhưng cô vẫn luôn nhẹ nhàng chỉ dạy cho chúng em. Cô chưa bao giờ bỏ quên một ai, mỗi học sinh trong lớp đều được cô hướng dẫn tận tình vào những khi không hiểu bài, và đặc biệt đó là cô luôn quan tâm đến tâm lý của chúng em. Sợ sự tự ti sang mòn những đứa con của mình, người gieo mầm xanh ấy vẫn thường xuyên chia sẻ, động viên hay khích lệ. Được học với những lời dạy của cô đã không còn là chỉ học với những kiến thức chuyên môn, mà còn là học về kỹ năng sống và cách đối nhân xử thế. Cô Liên luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực và rực rỡ, tựa như ánh nắng ban mai như ngọn đuốc rực sáng. Ở bên cạnh cô, những tia lửa bé nhỏ như chúng em dường như được tiếp thêm sức mạnh phi thường. Cô như thắp lên ngọn lửa vốn dĩ chỉ nhen nhóm cháy nhẹ sâu nơi lồng ngực. Thế nên, chúng em luôn xem cô tựa như ngọn đuốc, là nơi để sưởi ấm, để nghỉ ngơi và còn là nơi để giữ lửa. Cô chính là chỗ dựa to lớn để những tia lửa này có thể bừng sáng trên thế giới rộng lớn bao la. Thời gian tưởng chừng là một cái chớp mắt, mới đây chúng em tập thể 12A1 vẫn còn là những học sinh lớp 10 đầy mới mẻ, chập chững bước vào một cánh cổng mới mang tên Trung học Phổ thông Cao Lãnh 2. Vậy mà thoáng cái, giờ đây chúng em đã trở thành những học sinh cuối cấp, là niềm tự hào của nơi đây. Ai rồi cũng sẽ phải rời xa ngôi nhà chung để đi tìm những thành công to lớn. Nhưng những kỷ niệm, những tình yêu thương ở nơi này sẽ mãi mãi lưu giữ trong trái tim của chúng em và không bao giờ phai nhòa. Học tập là hạt giống của kiến thức là hạt giống của hạnh phúc. Trong tương lai, khi chúng em viết tiếp ước mơ của mình, chúng em luôn mong cô sẽ đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp của mình. Mong cô sẽ vui vẻ như hiện tại, hạnh phúc với nghề giáo và sẽ luôn thành công trong công cuộc nâng những đôi cánh tri thức vươn tới vinh quang. Giờ đây, khi những đôi tay này đang dần chạm đến cánh cửa bước qua thời niên thiếu, chúng em vẫn muốn được gửi đến người mẹ thứ hai của mình, cũng như những người dẫn lối thầm lặng, một lời cảm ơn, một lời kính trọng và một tình yêu thương lớn lao. Dưới ánh mặt trời, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học.